Xin được kính chào tất cả các đồng minh thân yêu của tôi. Chào đón tất cả các bạn đến với video mừng sinh nhật với các món ăn đường phố. Tuy nói là các món ăn đường phố, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có du hành trên phố để mà ăn. Mà chính xác là chúng tôi đã ăn tại cái nhà hàng Masterpiece ở tại thành phố New Orleans. Nhìn vào bức hình thumbnail thì các bạn đã biết sinh nhật này là sinh nhật của Hoa. Còn cái video này được bảo trợ bởi nhà hàng Masterpiece, chuyên bán các món ăn Nhật, Hàn và Indo, đặc biệt là mang đậm nét ẩm thực đường phố của ba quốc gia trên. Thưa các đồng minh, ngày 30 tháng 7 là sinh thần của tôi. Có một gia đình đồng hương của chúng ta đã theo dõi nhóm cơm hến khá lâu rồi. Không biết là phước hay họa mà họ đã trót yêu nhóm cơm hến. Không những là yêu mà họ còn biết từng chi tiết rất nhỏ nhặt về chúng tôi. Vì đang sở hữu cái nhà hàng Masterpiece với các món ăn độc đáo, nên họ muốn mời chúng tôi xuống trước là để chơi, sau là review. Nhưng nói thật với các bạn chứ, được phép quay phim thoải mái là điều mà tôi rất mừng. Nhưng vì họ là subscriber nên tôi có phần e ngại. Ngại là vì họ dùng tình cảm để tiếp đãi chúng tôi, thậm chí nói chuyện với chúng tôi tỏ ra quá khách sáo. Còn tôi thì chưa bao giờ cùng với đồng minh của nhóm cơm hến thực hiện video. Nhưng sau 2 tuần suy nghĩ thì cuối cùng chúng tôi quyết định viếng thăm. Hôm đó là một ngày thứ hai đẹp trời, cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Chuyến đi chỉ có hai cha con tôi và ông chú cùng trang lứa. Chúng tôi có hẹn là sẽ có mặt tại nhà hàng vào lúc 1 giờ trưa. Tôi với ông chú ruột có thể chờ tới đó rồi mới ăn luôn. Nhưng thiếu nữ thì lại không có chịu đói được, nên tôi quyết định cho nàng ăn trước khi xuất hành. Vâng, các bạn có thể thấy, chỉ là cơm chan canh, đậu hũ và giá. Đây là món ăn ruột của thiếu nữ này. Biết tôi đang quay phim cho cô chú đồng minh coi, nên nàng tuy bận ăn nhưng vẫn không quên lễ số, đưa tay chào nữa kìa. Tuy mấy cọng giá hoàn toàn không có nóng, nhưng thiếu nữ vẫn thường có thói quen thổi giá cho nó cao cơ. Đang ăn, kẻ thù số 1 của nàng là ruồi. 7.000 thì không có sao, chứ đậu xuống gần thức ăn của nàng thì còn hơn là thù giết cha, nên nàng sẽ cố đồ sát chúng. Mỗi lần ăn nhanh và bị nghẹn thì nàng liền kêu lấy nước, và nàng thường dùng chiêu tiên lễ hậu binh. Rồi uống nước vô con. Mới thay đồ xong này. Yeah, sợ chưa? Bớt đầy có daddy hay bớt đầy có mày vậy? Mà thấy mày đẹp hơn daddy vậy con kia. Yeah, sợ. Chào cô chú ấy này. Dòng tay dạ. Dạ đi. Úi sao ơi, nhập môn chính thức. Mua kẹo. Mua kẹo hả? Đâu có mua kẹo đâu, đi ăn đồ ăn mà. À, mua kẹo cho con luôn nha. Lấy một dòng. Đó, chẳng có gì thắt tóc hết, tôi lấy sợi dây thun tôi buộc luôn rồi. Cho nó gọn gàng mát mẻ, trời bên ngoài bây giờ nóng lắm. Hiện tại bây giờ gần 12 giờ trưa thì cái đồng minh nữ đó đó, cô em nói là từ 12 giờ đến 1 giờ á thì hết giờ ăn trưa hay sao á mà nhà hàng sẽ ế. Chúng tôi tha hồ tới mà review hát karaoke và quan trọng là quay phim. Và rồi ông chú của tôi cũng đã có mặt. Tôi liền chuẩn bị các thứ còn lại để lên đường, và các thứ quan trọng nhất là sữa và nước của thiếu nữ. Khổ dễ sợ, cả gia đình đồng minh đó có nói là thà gặp thiếu nữ còn hơn gặp tôi, nên bây giờ tôi đành ngậm ngùi cha già vác theo con mọn. Địa chỉ và số phone đã có hết, chúng tôi liền đi đổ xăng rồi thẳng tiến. Địa chỉ thì bấm vô rồi, mà tôi với cô em này là toàn liên lạc với nhau là bằng Google không à, chưa bao giờ gọi. Khoảng 1:20 là chúng tôi sẽ có mặt. Nhưng mà bây giờ thì không biết gia đình của cô em đó có chờ không, nhà hàng liệu có buồn ngủ rồi trầm mình lại đóng cửa không. Xuống tới nơi hết ăn hết review đó, cho nên là tôi kêu ông chú tôi bây giờ gọi liên lạc với cô em. Số điện thoại cá nhân của cô thì không biết, nhưng mà biết được cái số của nhà hàng này. Ơ cô, ready 504 861 6088. Rồi, thì cứ nói là thành viên nhóm cơm hến 1:20 sẽ có mặt. Chị ơi, cho em gặp chị Hồng Thuần được không?
Dạ, em đây ạ. Chị, em là thành viên nhóm cơm hẹn á. Dạ, dạ. Em mấy tuổi rồi? Mấy con kia bằng chị dạ, dạ. Nghe già quá. Dạ, em 22. Ồ, nhỏ, con nhỏ đúng không? Nhỏ, nhỏ. Ồ, mình kêu chị lịch sự quá. Chủ tính kêu cô đó. Tính kêu... Dạ, quá. Chồng em nhá, chồng em. Em gái tên là Hùng Thuận á, tên gì em gái? Nguyên Thuận, chứ phải Hùng Thuận. Ồ, Nguyên Thuận hả? Hai cô kìa, hai cô. Hai cô. 1:20 nhé. 1:20 ha. Dạ, 1:20. Dạ vâng, tụi em đang đợi ở tiệm ha. Có gì sắp tới nơi thì tụi em gọi em số này nha. Ok, vậy lát gặp em sau nha. Bye bye. Yeah. Give me the look. Ơ cô, có điều gì muốn nói về trường hợp này không? Chuyện nào mưa. Ông chủ tôi nói em là quá thật linh rồi cả. Đi chuyện nào cũng mưa đó. Các bạn để ý đi, lột lại hết tất cả các video cũ của nhóm cô Hến đi. Mỗi lần mà chúng tôi xuất hành mà có ông chủ tôi đi xe là khi nào cũng mưa đó. Và rồi hơn một tiếng sau, chúng tôi đã tới thành phố New Orleans. 10 lần như một, mỗi khi trở lại thành phố này, những kỷ niệm xưa kia luôn ùa về trong tâm trí non nớt của tôi. Thành phố này là nơi mà tôi gặp vợ của mình hơn 10 năm về trước. Đã sắp tới nhà hàng, chúng tôi chạy ngang qua một cái trường đại học mà biệt thự của tôi đã từng trao dồi kinh sử nơi đây. Đột nhiên tôi lại gợi nhớ đến những buổi trưa đến đón cô ấy đi ăn. Thời đó tôi còn phong độ lắm, bây giờ thì mất mẹ chữ độ vì bị thua. Chỉ còn lại cái chữ phong, mì đây. Sắp tới rồi. Quý nơi ăn sushi không? Nhà hàng nằm ở trong cái giống như trường đại học đây này. Trường đại học nào sau lưng, vợ tôi đi học ngày xưa, đi học ở sau kia. Đây là mấy khu nhà san sát nhau này. Thì chắc chắn là cái nhà hàng mình đang tới nó nằm đây, bên phía tay phải đây. Ôi à, những cái hàng cây phủ rêu xanh kìa, đẹp quá, san sát nhau, nguyên một con đường dài thế này luôn mà. Nhà đẹp quá. Ừ, nhà đây cũng đẹp. Xe lửa kìa, chở đi dạo khắp phố đó. Wow, cái hàng cây này cực kỳ đẹp, lãng mạn. Your destination in 300 yards. Your destination is on the right. Master P uncle. Mấy mét? Đâu? Thái Minh không? Không. Bên gì? Ờ, gần tới rồi con. Bên gì vậy? Master P. Master P. Right there. Master P. Đây, chúng ta tới nha, nhà hàng kìa. Phía trước nhà hàng, chưa gì tôi đã thấy khoái rồi đó. Tuy ngay khu thị tứ, nhưng được rợp nhiều bóng mát nên không bị ngột ngạt tí nào. Nhìn cái logo của nhà hàng thì tôi liền bực cười vì trên đó có hai câu: cuộc sống quá ngắn ngủi để ăn sushi dở. Đúng là đồng minh của nhóm cô Hến, lầy không thua gì chúng tôi. Và rồi, chúng tôi hồi hộp tiến vào nhà hàng. Không biết vì lý do gì mà vừa vào tới nơi thì ông chú cùng trang lứa tự nhiên giang tay lên đầu hàng. Lúc đó tôi liền nghĩ, thôi chết mẹ rồi, bị mai phục. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy chủ nhân đang cười toe toét chào đón chúng tôi. Đưa mắt nhìn quanh thì tôi nhận ra nhà hàng rất sạch sẽ, tuy trưng bày đơn giản nhưng ấm cúng. Đặc biệt khi tôi nhìn vào cái bức tranh này thì tôi càng nhận ra cái độ lầy của chủ nhân. Các bạn nhìn kỹ đi, cái gì mà có chữ đờ rồi lại có chữ u chấm, kỳ ghê. Nhà hàng còn có 3 phòng để hát karaoke, lát nữa tôi phải làm vài bài mới xong.
Tuy lúc đó đã hơn 1 giờ trưa nhưng có khách vào ăn trễ, nên chúng tôi nói với gia đình chủ nhà hàng hãy cứ bình thường, từ từ rồi mới tiếp đãi chúng tôi. Chúng tôi chọn một cái bàn ngay cửa sổ để quay phim cho nó đẹp. Nói thật với các bạn chứ, lúc mới vào tôi cùng ông chú ngại lắm, mất hết vẻ thơ ngây hồn nhiên vốn có vì cách họ chào đón chúng tôi như là những người nổi tiếng vậy đó. Rất tiếc da mặt của chúng tôi không có dày đến cỡ đó, nhưng da mặt của thiếu nữ có vẻ dày thật à nha. Nhìn cô nàng đi, khoái lắm. Đảm nhận cái công việc tiếp đãi gia đình ba thế hệ của chúng tôi là hai cô gái này. Chị em ruột đó, cô bận áo đen tên là Thuận, tên ở nhà là Nhôm. Còn cô bận áo sọc xanh tên là Thủy và tên ở nhà là Nhựa. Hai cô bé này lúc đầu cũng mắc cỡ khi tiếp chúng tôi lắm, nhưng chỉ một lúc sau thì bắt đầu nhây thấy rõ. Vì đã tự nhiên với nhau nên ông chú của tôi bắt đầu gò. Vâng, anh ta đang làm theo cái câu nói, đó là lầu son gác tía không bằng được xía vào chuyện của người ta. Anh ta hỏi nào là chuyện chồng con, nào là bệnh viện sinh đẻ có nằm gần đây không. Một lúc sau, từ trong màn đêm dày đặc bỗng xuất hiện một anh chàng người Indonesia. Anh ta nói là sẽ pha rượu cho chúng tôi uống, mặc dù lúc đó bụng đang đói cồn cao, nhưng vì tế nhị nên tôi đành miễn cưỡng nói chơi luôn. Anh ta vẫn chưa chịu tha, tiếp tục ra tay. Trong khi đó thì thiếu nữ đã kết thân với hai chị em Nhôm và Nhựa. Bầu trời bên ngoài bỗng sập tối và mưa bắt đầu rơi. Đến đây thì tôi dẹp luôn hai cái từ tế nhị, rồi liền nói dọn cơm được chưa. Nhưng không ngờ họ lại đem thêm nước. Xuống bếp thì tôi nhận ra họ đang nấu một lúc rất nhiều món. Và sắp xong, tôi thấy anh đầu bếp quen quen. Nhìn kỹ lại thì ra là cái cha pha rượu lúc nãy. Công nhận anh này đa tài thật. Đặc biệt là khi nhìn vào cái tô ớt sa tế đặc chế của anh ta thì tôi càng cảm thấy giống với tri kỷ của mình. Tất cả các món ăn tôi đều kêu họ tự quyết định, miễn sao là đẹp phim là được rồi. Và rồi, món ăn đầu tiên đã được dọn lên. Món là món gì em? Bowl of happiness salad. Có cá sống rồi phải không? Bowl of happiness. Ừ, là có nghĩa là cái tô hạnh phúc. Ăn xong hạnh phúc hả? Đúng. Chưa ăn nhìn thấy hạnh phúc. Chưa ăn, chưa thấy hạnh phúc lắm. Mực này đúng không? Dưa leo, seaweed, cá tuna đúng không? Cucumber. Bây giờ theo mình với lại tuna. Vô đi ăn cô. Nhắc lại nha, đây là món bowl of happiness, cái tô hạnh phúc của Yên con. Còn đây là ăn nhỏ hạnh phúc. Rong biển, dưa leo, đủ loại cá, mực. Yo. Hửi được một chút xíu dầu mè. Ăn được mua dầu mè không? Ngon, khoái khẩu. Món này nhậu là hơi bị tốn mùi nha. Nhậu không tốn rượu mà tốn mùi. Đang ngấu nghiến thì hai cô em chợt nhớ ra còn thiếu cái gì. Hửi cái mùi ớt chảy nước miếng á nha. Chảy nước miếng thiệt á. Vô cô. Hấp dẫn. Cái này làm nhà ăn hay là phục vụ khách luôn? Mà khách Mỹ chắc cũng ít ai ăn được cái này đúng không? Nhiều người ăn lắm anh. Ăn nhiều người á? Cho dĩa ớt này thì còn nói là đi chuẩn bị đi lấy ớt trái nữa kìa. Dĩa ớt nha. Wow. Cay. Thiếu nữa còn biết tôi cay kìa. Ngon. Cái mùi tỏi. Ấn cô cầm tay hạnh phúc với Ấn cô. Nên tôi cảm thấy hơi hạnh phúc rồi đó. Ớt này hả? Ớt trái. Ủa em mới đem ra thêm dừa ớt cái này. Chân ớt ăn chỉ hết đem ra dừa ớt nữa kìa.
Và rồi các món ăn tiếp theo được liên tục và liên tục được dọn lên như đang báo thù rửa hận. Nhìn giống con thùng luôn không? À không, rồng. Super Dragon nha, siêu long á. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp thiệt. Thôi cái này khen thật nha, đẹp á. Rồi, vô tiếp em. Cô gái nhảy múa trên đống lửa. Girl Fire Bro. Rồi, vô. Từ từ nha. Vậy là bây giờ mình hui cho nó nóng lên. Nóng lên xong mình đợi khi nào hết lửa là mở ra ăn. Wow, cái này ngầu nha. Tôi chưa bao giờ thấy rượu nào vậy. Thích ngầu. Cái này là gì? Cái này là rượu hay là cồn? Rượu. Hay quá này. Cái này lửa thật, cái lửa giả vậy? Ú, sao nóng. Biết mà. Ngon hay dở tôi chưa biết nha, mà cái hình thức không mình thấy thích rồi đó, đúng không? Hình thức mình ngồi, ví dụ mình dắt người bạn gì đó lâu ngày không gặp đi. Mình ngồi mình ăn mà thấy vui mắt. Người ta nói ngon miệng với ngon mắt phải đi đôi. Còn gì nữa không? Đưa qua luôn trong lúc chờ đợi. Giống như là hủ tiếu gõ ở Việt Nam người ta. Cái này là Indonesian food. Cái này người ta ăn là buổi tối á. Đêm người ta hay ăn, giống hủ tiếu gõ ở Việt Nam mà mình đói bụng mình hay ăn. Chưa bao giờ ăn thử món này luôn á. Dạ, chưa thử. Cái này là đầu tiên này. Rồi, đó ăn cùng. Ăn chung với đây, cái này là ớt. Sa tế với lại sweet sauce. Xong rồi mình bỏ vô chung với lại súp hoặc là mình chấm với cái này. Thay vì giò cho quẩy ha. Dạ. Còn đây là món cơm chiên cá cơm. Hửi mùi thôi đã thấy ngon. Cơm chiên có mùi khói, cá cơm thì lại nhìn giòn. Tôi chưa ăn món này bao giờ. Con rô súp này, nguyên miếng sườn bò phải không? Dạ. Sườn bò, trứng, chả giò tôm phải không? Cái này là món của Queen đây nè. Các bạn coi, đồ ăn ra kiểu này mà ngợp á. Vừa quay phim mà vừa bắt ăn hết đúng này nó hơi vất vả. Bây giờ tôi trông cậy vào ông chú tôi nè. Mặc dù trên bàn đang có rất nhiều đồ ăn, nhưng ông chú của tôi chỉ mãi mê với cái món sushi thịt lươn này. Đã vậy, anh ta vừa ăn, gương mặt vừa u buồn. Thấy rất là lạ, tôi liền hỏi nguyên nhân. Anh ta liền tâm sự thật lòng. Thưa các bạn, thì ra người yêu của anh ta tên là Tố Nga, có cái lưỡi rất dài. Mỗi lần Tố Nga lè lưỡi lên trời thì có thể đụng tới giữa trán. Vì cái lý do đó mà nãy giờ ông chú vừa nhìn cái phần đuôi của con lươn, rồi vừa ăn sushi lươn và vừa nhớ người yêu. Rồi thử cái món gọi là cô gái nhảy múa trên lửa này. Cái lửa cháy bên ngoài đó, nó làm cháy cái lớp cá bên trong. Thử đến coi, thơm. Thơm giống mùi barbecue á. Đi có hai chú cháu rồi cho nên tôi phải hy sinh để tôi quay phim cho ông chú tôi hưởng thụ chứ. Vũ nữ bị thiêu. Thơm. Nó rất là béo, ngậy lắm. Cái cá nó đã ngậy rồi, ăn vô mình dễ truyền ngán. Nhưng mà cái mùi khói á, cái mùi khói mà lúc nãy mình đốt bên ngoài đó, thì mình ăn vô cái mùi khói nó đánh tan đi cái béo đó. Đã không? Nguyên miếng rồi. Vô nha. Ăn không vậy để biết vị lươn như thế nào. À, tính đem cái chỗ thế là ăn sushi xong để mới bưng ra đó. Wasabi này. Wasabi mà có loại tươi luôn á. Vô con. Anh ta rất là hưởng thụ thôi các bạn. Sinh nhật của tôi, sinh nhật của anh như ta. Nãy nhìn anh nó tưởng đâu sinh nhật không? Happy birthday sir. Thử này. Nó ít xông lên mũi hơn là cái loại kia. Nhưng cái mùi nó nồng lắm. Đã từ lâu, thiếu nữ đã không còn ngồi bên cạnh tôi, mà đã chính thức cắt máu ăn thề với hai chị em Nhôm và Nhựa. Mặc dù đang ngon miệng, nhưng tôi vẫn quyết định coi thử nàng đang làm gì, liệu có được hạnh phúc hơn khi ngồi bên tôi không. Tới nơi thì tôi thấy nàng đang coi iPad. Đã vậy, hai chị em Nhôm và Nhựa còn thay nhau quạt cho nàng mát. Nhìn thấy cái quạt hay, tôi liền cầm lên coi. Thì cô em liền khoe là tự chế ra. Cái menu của tiệm này, ngầu. Trong khi đó thì ông chú của tôi, cơ hội chủ nghĩa. Hủ tiếu gõ của Hàn Quốc. Mà cái này thay cho dầu cho quẩy.
thích cái cơm chiên này nè. Ngon lắm. Ngon. Nói thật với các bạn, vì có quá nhiều món ăn được đem ra cùng một lúc và vì vừa quay phim nên chúng tôi bị no rất nhanh nên quyết định nghỉ ngơi. Chúng ta hãy cùng giải lao một lát các bạn nhé, mặc dù chẳng có cái lao gì cho chúng ta giải. Đang ăn ngon lành cái hai cô em lôi nó đi chơi. Lôi xong hai cô em bận tiếp chúng tôi quá, không biết gì hết. Lôi iPad ra cho nàng coi. Nàng ngồi nàng hưởng thụ nãy giờ luôn, không muốn ăn gì luôn. Đã vậy còn cởi giày ra này. Ờ, tự nhiên nha con. Cứ xem đây như nhà hàng người ta vậy đó, ok. Ờ, tự nhiên nha. Tết tóc cho nó mà không chịu cho nên phải tết nhẹ thôi. Đây này, ngồi đây được iPad rồi được tết tóc này. Cởi giày ra, cứ xem đây giống nhà hàng người ta vậy đó con. Và rồi thêm hai món mới được đem lên. Món này là sườn bò nướng cay kiểu Indo. Còn món này là Japanese taco, đại khái là rong biển, tẩm bột để mà chiên. Chính giữa là cua, mực, tôm, nó tóm lại là hầm bà lặng. Rồi bắt đầu vô nha. Món sườn Indo này. Okay. Nó bị ăn cay nên ăn nó ướp cay trước cho ăn rồi xong. Ngon quá. Ngon hả? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cái này anh là thích nhất cái thịt mà có chút xíu mỡ. Dạ. Xíu mỡ hả? Giống y chang luôn á. Ăn mà như vậy nó ngon. Trời, cái này ngon gớm. Đang ăn rồi, hai cô em đứng nhìn cái mắc cỡ. Mắc cỡ chơi luôn. Thôi của em đi rồi. Wow, cái này ngon. Cắn miếng đẩy đà nha. Ngon ghê sợ. I like it. Đúng cô. Càng nhìn thấy ông chú ăn ngon thì tôi càng thấy lo lắng. Vì tôi biết khi coi lại cái video này, biệt thự tôi sẽ trách là tại sao cho chú ăn mà lại không cho con ăn. Sẵn có camera, tôi liền phòng thân trước mới là thượng sách. Này, ăn miếng cơm đã được chơi tiếp. Thôi mò mì nói đây đi á. Ăn kìa, ăn cho cô chú coi kìa. Ăn này. Để đây hả? Để đây con làm bể làm sao? Khoan tôm này. Yes. Hết chịu nổi rồi, hai chị em nhà này mất hết nhân tính rồi. Họ còn định đem thêm vài món, nhưng chúng tôi quyết tử thủ. Cũng rất may, họ bỏ cuộc. Nhưng không ngờ, họ lại dùng đến cái hạ sách này. Lần này tôi cảm động đến rơi châu, cảm động thở. Ôi trời ơi, cảm động quá, chắc chảy nước mắt quá. Happy birthday to you. Oh yeah. Happy birthday to you. Quyên, bất đầy của ai con? Daddy hả? Con thích không? Daddy thổi nha. Cầu... bất đây Daddy mà. Mày thổi luôn à. Mày cầu cho Daddy mau lớn à. Cảm động quá. Ngon không? Chua. Chua mà đâu chua ngưng đâu. Tiếp tục đi. Kiểu mà bánh phô mai sushi đó. Cái anh người Indo đó mới làm cho tôi đó. Tặng á. Cảm động quá rồi, dính hết áo. Tiên sư mày. Không sao đâu. Hollywood người ta bỏ ra cái triệu đô quay phim thì mình bỏ ra cái áo không sao. Cho cô ăn với kia mày ăn mình không gì. Hả? Cho hai cô ăn với. Thì bánh ngon. Nó ăn chút xíu nó phá à. Nó vậy đó. Chúng tôi ngồi chung bàn ăn hết cái phần bánh sinh nhật của tôi. Cái bánh vơi đi bao nhiêu thì tình cảm của chúng tôi trở nên thâm hậu bấy nhiêu. Cùng những cái gia đình này tiếp đãi chúng tôi chẳng khác gì người thân. Chào, nhìn đây này. Nhìn đây đi, ai nói mày cười. Give me the look. Phần ẩm thực coi như là xong, chúng tôi liền vào coi ba phòng karaoke. Hai cô em nói là cũng có khách Việt Nam tới đây hát rồi, gia đình Việt Nam tới đây hát. Có ba phòng, phòng nhỏ, phòng vừa và phòng lớn. Phòng nhỏ này. Thấy chưa, nhìn ra ngoài kìa. Cái chữ tàu mà nhìn giống chữ đờ với chữ u với dấu nặng kìa. Kỳ quá. Phòng bên này, medium. Đây, phòng này phòng medium. Phòng này thì chắc phải chứa được trên 10 người. Rồi bây giờ chúng ta qua phòng lớn nha. Trà, cha, lớn thiệt. Vài bữa mà nhà hàng làm ăn đông em nhớ san bằng ra nhá. Phí quá, quá trời quá đất này. Tại vì có nhiều người ta book cái phòng này cho bất đầy phải không?
Ừ. Do it again. Oh yeah. Nó thấy đèn nó khói này. Nhớ đâm. Ừ. Có sân khấu này. Anh chị nào thích đi tu làm có biệt danh thích thể hiện thì lên đây. Rồi, nếu mà ba phòng karaoke trong kia chưa đủ đó, nếu mà người ta đã đang hát hết đó. Đây. Mười cái mình chơi lên này chỉ có. Tình yêu xưa du em câu ca, qua biết bao vòng và tình ta. Từng tháng năm đưa đôi như giấc mơ, bên tình xưa một thời đã chờ. Tình yêu này côi ta đâu hay, ai biết cho u mê tình say. Người đã đi rất xa, rất xa, giờ sao chờ mãi. Ngày thay áo mới, nó sao ta còn nhớ thương hoài. Ta đang mòn lối, tình yêu xưa dù ngây ngô, tình yêu xưa mình vẫn mong chờ. Một bờ môi em người ơi, nhớ thương em sẽ rớt lòng tôi. Qua đây, qua đây. Một đời anh, qua đây, qua đây. 16, ca sĩ sướng không? Yeah, sướng thằng Tú Ngọc. Bác cần tôi gặp lại mấy ơi, bác cần tôi gặp lại. Thì em ơi, đừng để ta làm mất một trái tim. Vì xa bay nơi phương, chẳng có anh yêu. Rằng anh vẫn ôm em, vào đã lâu. Cho nên anh giống yêu bên em. Chỉ em mà thôi, thôi người yêu hỡi xin quay về đâu. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, sau khi tôi với ông chú của tôi đã buông cái tiếng ca nghe lạng vàng ra, và cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được hai chị em nhà họ lên đây hát bài nhạc Người Về Cuối Phố. Rồi, ca hát đã xong. Nhưng mà trước khi ra về thì hai cô em còn nói là làm cho chú cháu tôi mỗi người một ly sinh tố. Đặc biệt đây đó là sinh tố khoai môn. Các bạn nhìn này, nguyên cái củ môn bự tổ nái thế này, không phải khoai môn, nó lạ đó. Cho khoai môn nha, đừng lấy khoai mỡ, khoai tía, kỳ lắm. Ở đây chơi cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Ăn uống, review, đi một vòng quay phim, vui. Wow, cái này ngon quá. Khoai môn tươi nha. Có nghĩa là khoai môn tụi em mua về tụi em luộc xong bỏ vô xay. Tưởng vậy là xong, nào ngờ hai cô em nhớ đến biệt thự tôi, rồi quyết định bắt tôi đem về cho cô ấy một ly trà sữa. Trân Châu, tất cả đều cô em tự làm hết. Tôi hỏi lấy kinh nghiệm ở đâu, cô em đã bay qua bên Đài Loan á, lấy chồng Đài Loan luôn á. Chuẩn bị ra về thì hai cô em lại nói chơi một chút, để pha cho thằng em vợ trời sợ của tôi thêm ly. Và coi này, về rồi còn được đồ đem về nữa này. Biết cho ai không? Cho biệt thự. Khổ quá. Thank you very nhiều. Và rồi chúng tôi tạ từ nhau. Thiếu nữ cứ khóc hoài không thôi, ôm lấy hai chị em không muốn rời xa. Và tôi nhận ra hai chị em cũng không nỡ để cho thiếu nữ ra về. Nhưng lúc đó đã hơn 4 giờ chiều, nhà hàng lại sắp mở cửa để bán bữa tối, nên chúng tôi làm theo câu nói
Không có một bữa tiệc nào mà không tan và không có một điếu thuốc nào mà không tàn. Chúng tôi ra về và hẹn sẽ giữ liên lạc cùng nhau. Và rồi, chúng tôi đã trở lại thành phố của mình. Anh em trong nhóm tụ tập lại để chúc mừng sinh nhật cho tôi bằng trò chơi chọi xí ngầu mà tôi tự chế ra. Ba âm hồn này đã có mặt sớm nhất. Ở bên đây tôi đơn giản lắm, anh em thì muốn đi ăn nhà hàng, còn tôi thì muốn ở nhà nhậu rồi hai lò rượu của thằng em vợ trợ sở tôi đó. Thì bây giờ anh em nói là tôi không đi ăn, tại vì chúng tôi hôm nay cũng mới đi ăn về, các bạn biết rồi. Thì anh em mỗi người bỏ ra 20 đô đúng không? Ông chú bỏ 20 đô này, đá mòn này, em vợ trợ sở này. 60 đô kia là quà sinh nhật họ tặng tôi, nhưng với điều kiện tôi phải chọi ra một cái số mà họ chỉ định. Còn nếu chọi ra số 7 thì tôi sẽ bị trắng tay. Công nhận mấy cái vong này nặng như chì. Tặng quà sinh nhật mà cũng tính toán với tôi. Nhưng tôi chơi luôn, vì trò này tôi chơi hên lắm. Đó, số 10 phải không? 10 ăn 7 thua, 10 5 10 ăn 7 thua phải không? Rồi, số 7 là thua. Không, không bình nào gì hết đó. Chỉ cần số 10 thôi, bờ 60 đô. Số 10 sao mà được. Số 6 trời ơi, số 10 chỉ cần số 10 thôi. Số 10 sao mà được. Số 9 này. Trời ơi. Cùng một số nữa thôi nha, cùng một số nữa thôi nha. Số 10 sao mà được. 9 trời. Số 10 Và các bạn thấy đó, 60 đô nằm gọn trong túi của tôi. Để lại trên môi của ba âm bên kia là những tiếng than thở đến thê lương. Lát sau thì các anh em khác cũng đã có mặt. Tin tức không có kinh mạch mà truyền đi. Anh em đều biết tôi vừa mới bờ được 60 đô, nên tất cả quyết định sẽ làm cho tôi cháy túi. Và chúng tôi cứ chơi tới gần 2 giờ sáng. Kết quả là tôi lại toàn thắng. Và đó là những hình ảnh của video sinh nhật của tôi. Vừa được ăn ngon, vừa được chơi vui, cuối cùng thì tiền lại rót vào túi. Quả thực sinh nhật của tôi không tệ các đồng minh ha. Bây giờ thì tôi xin được chào tạm biệt tất cả các đồng minh. Tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nhất.